Chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô trò mình cùng ôn lại kiến thức từ bài mở đầu cho đến chương 1 nhé. Chúng ta ôn tập bài mở đầu và chương 1 gồm các nội dung bài như sau. Thứ nhất là bài mở đầu nói về sự phân biệt giữa người với động vật cũng như là nhiệm vụ sinh học. Thứ hai là cơ thể người. Thứ ba đó là tế bào. Thứ tư là các em ôn lại mô, các loại mô. Thứ năm là phản xạ. Rồi tiếp theo, chúng ta ôn lại bài đầu tiên, bài mở đầu. Thì trong bài mở đầu, các em nói được giữa người và động vật khác nhau ở chỗ nào. Rồi hiểu được kiến thức về nhiệm vụ. Một môn sinh học là gì? Đó, đây là bài giới thiệu, cái bài đầu tiên. Trong chương 1, thì trong chương 1 là chúng ta tìm hiểu về cấu tạo cơ thể người. Thì phần này các em phải nhớ kỹ, cấu tạo của một cơ thể người gồm có mấy phần, như phần đầu, phần mình và chân, đúng không? Cũng như về hệ cơ quan, các hệ cơ quan như hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ thần kinh. Thì mỗi hệ cơ quan gồm có cơ quan nào và chức năng của mỗi hệ cơ quan là gì. Rồi trong bài này cũng nói về cái sự phối hợp hoạt động của các cơ quan, và đặc biệt các em lưu ý sự phối hợp đó thực hiện là nhờ cơ chế thần kinh và thể dục. Rồi bài tiếp theo chúng ta đã học là về tế bào. Thì trong bài này các em nhớ kỹ, trọng tâm cho cô cấu tạo của tế bào. Thì trong cấu tạo của tế bào thì các em nhớ nó có 3 phần chính nhé. Đó là màng sinh chất. Chức năng của nó là giúp tế bào trao đổi chất. Đây, màng sinh chất là nó ở ngoài cùng, nhớ khi nhận diện nha các em. Rồi thứ hai là chất tế bào bên trong. Chất tế bào thì nó gồm nhiều bào quan. Và chức năng là thực hiện các hoạt động sống tế bào. Và nhân là dễ nhận diện ha. Do đó các em không bị thể nào nhầm lẫn phần này. Thì nhân nó có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Và các bạn lưu ý thì mọi cái hoạt động của cơ thể đều liên quan tới hoạt động của tế bào. Về mô, nội dung về mô thì các em phải lưu ý. Phần này các em sẽ được ôn tập và làm bài tập rất là nhiều, bởi vì các em sẽ nhận diện các loại mô. Ví dụ đây là mô biểu bì, mô thần kinh. Các em phải nhìn cho kỹ ha. Rồi mô cơ thì gồm có mô cơ vân, cơ trơn hay là cơ tim. Đó, chúng ta nhận diện cái hình dạng của nó như thế nào để chúng ta làm bài, cũng như là chức năng của mỗi loại cơ. Rồi đến mô liên kết. Các em để ý cái mô liên kết về cấu tạo. Rõ ràng các em nhìn thấy về cái cấu tạo của tế bào. Chúng ta lưu ý ha. Và bài cuối cùng trong chương 1 đó là phản xạ. Thì ở bài này các em phải nêu được cấu tạo của neuron và chức năng của neuron nó là gì? Cảm ứng và dẫn truyền, đúng không nè? Rồi một cung phản xạ, đây là cái cung phản xạ, thì cứ nhớ những cái hình ảnh này các bạn phải ôn kỹ lại, phải xem kỹ lại. Và khái niệm về phản xạ là gì? Nó là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Vậy thì cung phản xạ nó gồm có những yếu tố nào? Các bạn tập nhìn hình và các em có thể kể tên những cái yếu tố đó và lưu ý ha. Thì bây giờ nội dung về kiến thức về mặt lý thuyết coi như là các em đã hiểu kỹ, ôn kỹ rồi, đúng không? Bây giờ cô có bài tập này thì trong video hôm nay thì cô hướng dẫn cho các bạn cách làm. Thì trong quá trình làm thì có thể là cô sẽ cố tình làm sai để các bạn biết cách tương tác trong cái bài tập tương tác ôn tập mà cô có gửi link trong cái lớp học cho các em. Rồi câu thứ nhất. Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên? Câu này thì em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Bộ não phát triển hay là lao động hay là sống trên mặt đất, là thứ tư là di chuyển bằng hai chân. Chúng ta chọn đáp án nào?
À, cô chọn thử nha. Cô chọn đáp án di chuyển bằng hai chân. À, có phải đó là vai trò cốt lõi không? À, cô chọn sai rồi nhé. Các em lưu ý để chọn đúng nhé. Rồi, dạng bài tập thứ hai là em hãy quan sát hình và điền chú thích cấu tạo tế bào cho phù hợp. Đây là một tế bào. Thì ở đây các em chỉ cần điền số 1, số 2 và số 3. Và có những cái từ chọn câu trả lời đúng trong mỗi danh sách thả xuống có sẵn. Ví dụ cô chọn số 1 là nhân. Số 2 cô chọn là màng sinh chất. Và số 3 cô chọn là chất tế bào. Vậy các em xem cô chọn đáp án đúng không nhé. Như vậy là cô chọn có một cái đáp án đúng. Mấy cái đáp án kia các em có thể nhìn vào để biết ha. Rồi bài tập chọn đúng sai. Cơ thể người được chia làm 3 phần gồm 3 phần nha các em. Bỏ chữ máy. Là đầu, thân và các chi. Đầu, thân và các chi. Như vậy, cái cơ thể người chia làm 3 phần như vậy đúng hay sai? Không phải là các chi đâu ha. Cô chọn sai nè. Vậy đáp án là gì? Ồ, cô chọn không đúng. Rồi, tiếp theo. Câu dạng bài tập tiếp theo là em hãy nối hình các mô, đây là các mô tương ứng với mỗi loại mô, tên của mỗi loại mô cho phù hợp. Tức là mỗi cái hình của mỗi mô thì em tương ứng. Ví dụ mô cơ thì em sẽ chọn. Cô giả sử mô cơ cô chọn mô này nha. Sau khi các em chọn xong thì các em sẽ biết đáp án mình chọn đúng hay là sai. Mô liên kết. Mô thần kinh. Mô biểu bì. Vậy coi các em coi cô chọn đúng không? Cái màu xanh là đúng, màu đỏ này là sai. Như vậy cô chọn sai. Đó, cô cố tình để các bạn sẽ tự làm trong cái bài tương tác của mình nhé. Chúng ta nhớ kiến thức. Rồi câu tiếp theo. Ở cơ thể người, cơ quan nằm trong khoang ngực là đây chúng ta có những cái đáp án, các bạn chọn đáp án đúng nhất. Cô chọn đáp án dài nhất. Ruột, dạ dày, gan, thận, bóng đáy, cơ quan sinh dục. Như vậy, các em coi đáp án coi mình chọn đúng không? Mà cô đã chọn sai nhé. Thì các bạn nhớ đáp án trong khoang ngực còn có những cơ quan nào thì chúng ta lưu ý kiến thức ha. Rồi, đây là một dạng bài tập là em hãy kéo hình thuộc mô cơ, nhớ cho cô là mô cơ vào rổ. Như vậy, trong các cái hình này, cái mô nào là mô cơ thì các em kéo vào. Cô chọn thử ha. Ví dụ như mô này, chọn là mô cơ. Mô này, cô chọn là mô cơ. Mô này. Như vậy, cô coi đáp án nha. Các bạn để ý. Nếu đáp án sai là các bạn để ý ha. Như vậy, có câu không trả lời về cái đáp án của phần này. Đây, các em xem được cái đáp án luôn. Như vậy, đáp án của mình là sai, là ở trên, đúng không nè? Đúng là ở dưới. Cô có hai đáp án đúng. Như vậy các bạn lưu ý ha để làm bài tập này cho chính xác. Lại câu đúng sai. Khi trời lạnh cơ thể nổi da gà, thế thì phản ứng này không được gọi là một phản xạ. Nhớ là không gọi hay là không được gọi mà cô đánh lộn nha, là một phản xạ. Vậy đúng hay là sai? Cô chọn cơ khi trời lạnh thì cơ thể nổi da gà này không phải là một phản xạ. Cô chọn đáp án sai. Chính xác. Bởi vì sao? Đây là một phản xạ mà. Tự nhiên khi cơ thể lạnh thì da mình nó nổi da gà lên. Rồi, một dạng bài tập nữa là chức năng cơ bản của neuron là gì? Ở đây là cấu tạo của neuron ha. Vậy thì ở đây người ta gợi ý là dẫn truyền. Vậy nhiệm vụ của em là hãy điền vào. Để các em hãy lấy bàn phím đánh chữ vào ha. Ví dụ cô dẫn truyền và chức năng cơ bản của neuron. Ví dụ cô chọn là cảm ứng. Các em coi đáp án đúng không? Đáp án chính xác. Nếu các em chọn sai thì nó sẽ hiện lên và cho chúng ta biết đáp án. Rồi, tiếp tục câu hỏi, chọn câu trả lời đúng nhất. Đơn vị chức năng cơ bản của cơ thể là A tế bào, B hệ cơ quan, C cơ quan và D là bào quang. Thì chúng ta chọn đáp án nào? Cô chọn đại nhé. Cô chọn một đáp án sai. Đáp án đúng nhất mà cô chọn là cơ quan. Thế thì đáp án có đúng không? Không, các em nhớ nha, đừng có sai câu này nhé. Rồi, câu tiếp theo. Một cung phản xạ gồm những yếu tố nào sau đây?
Câu này cô được phép là người ta gợi ý là chọn những đáp án đúng, tức là có thể được nhiều. Bây giờ cô chọn thử đúng nha. Gồm có những yếu tố neuron hướng tâm, cơ quan phản ứng, cơ quan trung gian, rồi cơ quan thụ cảm, neuron ly tâm. Mà các em chỉ coi đáp án đúng không? Đúng rồi, đây là đáp án chính xác. Bây giờ các em coi thử cô được bao nhiêu điểm. Rồi, chỉ có 30 điểm. Như vậy là các em lưu ý ha, nếu mình làm sai thì cuối cùng các bạn sẽ biết, nếu làm đúng hết sẽ được 10 100 điểm. Như vậy là tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ về nhà ôn lại kiến thức bài học từ bài 1 đến bài 6 nhé và tìm hiểu trước bài 7. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.